Xin chào các viewer của kênh Minh Phụng Music nhé. KS1 Bluetooth là mẫu piano điện vô cùng đặc biệt. Đây là chiếc piano điện thế hệ mới được nâng cấp từ chính piano KS1 do nhà Kodman sản xuất. Hãy theo dõi video cùng KS1 Bluetooth về quận 5 để tìm hiểu những cải tiến mà Kodman mang đến nhé. Đây là showroom điện Biên Phủ, cùng lên đường thôi. Chớp mắt cái trời đã tối, cuộc sống Sài Gòn về đêm với nhiều địa điểm vui chơi ăn uống vô cùng nhộn nhịp và sôi động. Đã đến nhà khách tại quận 5 rồi, chờ chút nha mọi người. Xe đã đến, lấy đàn ra và mang lên nhà khách thôi. Anh nhân viên đã cùng bác tài sẽ cẩn thận mang đàn từ xe xuống. Đàn có kiểu dáng vô cùng gọn nhẹ, chỉ nặng khoảng 39kg nên rất dễ mang vác và vận chuyển. Tập hợp và khám phá bên trong thùng đàn với team nhé. Như mọi lần, trong thùng gồm sẽ có thân đàn, chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, nguồn và bộ ốc lắp đàn. Và phần quà tặng đặc biệt chính là ghế piano cao cấp tạo cảm giác dễ chịu khi chơi đàn. Cùng team tìm hiểu lý do vì sao KS1 Bluetooth lại được nhiều khách hàng chọn lựa đến như vậy. Kiểu dáng tiện lợi chỉ là một trong vô số điểm nổi bật của đàn. Cùng mình xem thử đó là gì nhé. Bàn phím cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ được trang bị trên 88 phím, đàn sở hữu đa âm 128 polyphony và 20 âm sắc đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Thông qua cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng, dễ dàng hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Nhiều chức năng tương tự như KS1 với đếm nhịp metronome, chia bằng phím, slip mode, trộn tuyến, tuyến Nova, tăng giảm tông, Chespo và kết nối nhiều cổng âm thanh chất lượng, giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại thông minh, máy tính bảng tiện lợi qua cổng USB, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp khi ba mẹ phải dùng cho bé khi chơi đàn mà còn đỡ vướng gây nguy hiểm cho bé khi tự học một mình. Kodman đem đến các bé ba màu lựa chọn là trắng, đen, nâu gỗ. Chế độ bảo hành trên KS1 Bluetooth vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cùng tụi mình chỉ bé bóc siêu và test đàn nhé. Điểm nhấn tuyệt vời nhất trên cây piano điện này chính là mức giá quá ngon, chỉ 12 triệu, rẻ hơn rất nhiều so với những mẫu piano khác trong phân khúc được trang bị MIDI Bluetooth. Cảm ơn mọi người đã xem video kỳ này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập mới sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp về mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể. Xin chào và hẹn gặp lại.